Hello, welcome back to my channel Starts Game Nacom. Và các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Xong quay xuống vậy.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Quần màu hồng rất là đẹp. Ok, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba. Let's go. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ tư. Ice Cream 4. Let's go. Số 5 là số cuối cùng. Ok. Okay.
Going on in here, huh? Let's go. Get back here. I said, get back here, you little bastard. Oh. Oh. Just missed him. Crazy. How did... Let's go. My word, you're a beauty. The heck is wrong with this? Dear, not like that. You gotta do it this way. Of course. I know that. What the hell is that? He's talking to you. Friday zombie ba. No!
Tiêu diệt nó đây. Cho con lang này xuống đây. Sau đó thì mình sẽ đi đường này. Ok. Right, Mom. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Roblox. Oh my gosh. Oh my gosh. Quả vừa rồi nhảy đâm mày lỗi. Ok, mình sẽ nhảy lại nào. Rồi, let's go. Cái này các bạn chạm vào vùng đỏ là các bạn chết ngay nhá. Đó.
như vậy. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Pro Master. Player 1, choose. Headshot. Oh my God. Tiếp tục là Tank Stars. Ok, xem ta làm gì. Kết thúc anh ta bằng một đòn. Rồi.
Ok, tiếp tục nào. Granny cho tôi ăn. Let's go. Day one. Thank you.
không biết có gì không. Theo mình nghĩ có thể là không có gì. Chuẩn luôn. Không phải thứ mình cần. Rồi, tiếp tục rồi. Cần tìm một chiếc chìa khóa màu xanh lam. Đó, chiếc chìa khóa để mở khóa ở trong kia. Oh, let's go. Một đồ nữa đó chính là một chiếc búa. Mình sẽ xem chiếc búa này đâu. Đây rồi. Thức ăn dành cho chim. Oh my gosh, 是真的熊的. Wow, let's go. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Rest 1-4. Tiêu diệt anh chàng này luôn. Ow!
Ok, tiếp tục nào. Granny. Bullish. Của hãng game Alima. Amila. Let's go. Sau mình. Wow, rất là nhanh. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.